Cách tăng chi phí cho doanh nghiệp tiếp theo là chúng ta tăng bằng cách trích lập nợ phải thu khó đòi. Đối với việc trích lập nợ phải thu khó đòi thì phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm một trong số các chứng từ gốc. Bao gồm một trong số các chứng từ gốc như là hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ, bản thanh lý hợp đồng nếu có, đối chiếu công nợ, bảng kê công nợ. Trong trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi, có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát. Các chứng từ khác liên quan nếu có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu đã quá hạn, thanh toán từ 6 tháng trở lên, tính theo thời hạn trả gốc ban đầu, tính theo thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên. Doanh nghiệp đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng mà vẫn chưa thu hồi được nợ. Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn theo quy định. Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp, mua bán nợ, có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật, thì thời hạn quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên trên cơ sở biên bản đối chiếu công nợ, hoặc là thông báo bàn giao quyền chủ nợ, hoặc theo cam kết gần nhất nếu có giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ. Về tỷ lệ trích lập dự phòng phải thu khó đòi thì chúng ta căn cứ tại khoản 2 điều 6 thông tư 48/2019 thông tư của Bộ Tài chính quy định về mức trích lập nợ dự phòng phải thu khó đòi như sau. Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng thì 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm. 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm và 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên. Đối với việc hạch toán thì chúng ta sẽ hạch toán nghiệp vụ nợ tài khoản 642 để ghi nhận làm tăng chi phí của doanh nghiệp và có tài khoản 229 dự phòng tổn thất tài sản. Ở đây chi tiết là 2293. Tiếp theo là kế toán sẽ thực hiện trích lập dự phòng tiền lương để làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Thì mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng mà không quá 17% quỹ lương thực hiện. Quỹ lương thực hiện ở đây là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định, không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán. Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập doanh nghiệp không bị lỗ. Nếu mà doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp sẽ không được trích đủ 17%. Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương thì chúng ta sẽ hạch toán hai bút toán. Bút toán 1 là trích lập quỹ dự phòng nợ tài khoản 641, 642 và có tài khoản 3524. Bút toán thứ hai là khi phát sinh những khoản chi liên quan đến dự phòng phải trả đã lập thì chúng ta hạch toán nợ 3524 và có tài khoản 334. Và thêm một bút toán thứ ba nữa là sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp chưa sử dụng hết quỹ đã trích thì kế toán làm bút toán hoàn nhập nợ tài khoản 3524 và có tài khoản 641, 642. Trường hợp trích trước chi phí cho công trình, dịch vụ thì chúng ta sẽ phản ánh nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621, 622, 627 theo thông tư 200 và có tài khoản 335. Đó là trường hợp trích trước chi phí cho công trình. Như vậy đó là các vấn đề nghiệp vụ mà chúng ta tăng chi phí cho doanh nghiệp một cách hợp lý, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật.